Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình ô đã lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ ở cả 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ Tiêu chí ô giai đoạn vừa qua đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế. Một số tiêu chí khó thực hiện. Theo đó, Bộ Tiêu chí ô giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành sẽ điều chỉnh bổ sung những yêu cầu nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình ô ở các địa phương. Đồng thời bổ sung một số tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang phát triển đa ngành, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị. Bộ tiêu chí mới sẽ phân cấp cho ban nhân dân cấp quyền đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm đạt 4 sao. Trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 5 sao.